Góc Đà Lạt xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review camera Icon H9R sau khi được nâng cấp lên version mới, version 8.0 thì màu sắc và như thế nào nhé. Nhưng mà trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy trong đường siêu nhỏ, siêu hẹp thì mình nên đi như thế nào nha. Mình nên đi với tốc độ chậm thôi, dưới 20 km/h, để tránh những cái trường hợp mà người ta chạy trong cái hẻm nhỏ ra mình thắng không kịp. H9R thì theo như mình tham khảo trên thị trường thì có rất là nhiều mẫu camera hành trình của các dòng nổi tiếng, nhưng mà GoPro, Digicam, DJI Osmo, Icon, nhưng mà thấy rằng dòng của Icon là giá dễ chịu nhất trong các những cái thương hiệu khác, phù hợp với những các bạn có túi tiền vừa phải. Icon thì có nhiều dòng như H8R, H6S, H5S Plus. Với giá này thì mình thấy là rất là nhiều bạn rất là cảm thấy rất là hợp lý. Sau khi trải nghiệm thì mình lại thấy rất là hài lòng với sản phẩm này, và mình rút ra được những cái ưu điểm nổi bật, ví dụ như là có cái kiểu dáng nhỏ gọn, phun sơn đen mà nhìn cũng sang, kết hợp với trọng lượng không có nặng lắm, cho nên mình dễ dàng gắn lên đầu xe máy nè, một bảo hiểm nè, đeo vào ngực, đeo vào vai. Nhưng mà mình thấy camera Icon H9R nó không có chế độ chống rung, cho nên mình cũng tham khảo nhiều vị trí gắn, nhưng mà cuối cùng mình thấy khi mà mình gắn lên dây đeo ngực thì mình thấy cái độ rung của nó được cải thiện đáng kể. Đó là dành cho các bạn mà đi xe máy hoặc là ô tô nha. Còn chạy bộ là nó rung cũng nhiều lắm á. Cái bộ này thì nó có cái ốp chống nước, cái độ sâu trên 30m thì không biết ông nào mà lặn sâu được 30m không, mình không biết. Nhưng mà với cái tầm giá mà chưa đến 1 triệu, đầu mình mua thì mình cũng nghi ngờ về chất lượng, nhưng mà khi sử dụng mới thấy khả năng ghi hình của H9R thì nó cũng sắc nét, cũng chân thật. Đương nhiên là so với GoPro thì nó là một cái đẳng cấp khác, nhưng mà với cái giá tiền chấp nhận được thì nó là một sự lựa chọn rất là dễ chịu. Quay thì 170 độ rồi, cho nên mình có thể thu vào được những cái hình ảnh độc đáo. Nhưng mà ở cái góc độ này thì khi mà mình gắn lên thì nó hơi xuống cái đầu xe, cho nên cái không gian bên ngoài thì nó cũng không có được thu vào nhiều lắm. Để lát nữa mình lật nó lên cho nó góc nhìn cho nó rộng ra. Còn điều này là pin của nó cũng gọi là không là quá yếu. Cục pin có thể quay được gần 70 phút đối với cái video mà 2K. Nhưng mà các bạn đừng có mở wifi lên là kết nối bằng điện thoại nha, nhanh hết pin lắm. Còn khi mà mình quay với cái dung lượng chất lượng thấp hơn 90 phút rồi. Nhưng mà chúng ta phải chọn cái chế độ là tiết kiệm điện cho màn hình, như là cho màn hình nó tắt đi á. Về thẻ nhớ thì nhà sản xuất có công bố là sử dụng tối đa 32GB, nhưng mà mình sử dụng thì mình gắn thẻ Samsung 64GB do vẫn xài bình thường, mà cũng không bị giật lắc gì hết, mà cũng quay được dung lượng gần như tối đa luôn. Ngoài cái siêu phẩm H9R này thì nó có những cái người anh hoàn hảo hơn của H9R, đó là H9R Plus. Thì gần đây có những cái chương trình
khuyến mãi khoảng 1.500.000 thôi là các bạn sẽ được M9R hết rồi. Thì coi hôm qua những con số mình thấy là nó hơn là chỗ là quay 4K ở tốc độ 30 frame. Thì phía trước có bổ sung thêm hai cái đèn trạng thái màu xanh và màu đỏ. Nó được cải thiện Umbrella cho khả năng xem lại video trên ngay trên camera trở nên mượt mà hơn. Nhưng mà theo mình cảm nhận thì sau khi cập nhật lên version 8.0 cho cái camera Canon của mình á, thì mình thấy mình xem lại trên máy cũng mượt mà, và khi mà mình xem cái chất lượng video khi mà mình chép vào trên máy và điện thoại á, thì nó được cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Về độ nét nó cũng không cải thiện được nhiều, nhưng mà so với nhu cầu của mình thì cảm thấy là ổn. Thì các bạn khi mà mình sử dụng á, thì mình nên dùng cái dây đeo ở ngực á, thì nó cải thiện rất là rõ rệt, rất là nhiều luôn. Trước mình có một cái video mình gắn ở trên cái mặt nạ phía trước của xe á, khi mà mình về quay lại nó rung khủng khiếp luôn, không làm được luôn. Dây đeo thì mình mua trên Shopee hoặc là Lazada, khoảng 40-50k gì một sợi thôi. Mình ráng mua thêm 1-2 món gì đó trên 99.000 thì free ship luôn. Video này thì mình đang quay trên đường Trương Định rồi lên Trần Quốc Thảo. Thì con đường này so với đi Cách Mạng Tháng 8 để mà ra Hòa, thì đi Cách Mạng Tháng 8 mà nó càng xa, với lại nắng trời khi mà nó ít cây á, nó sẽ nắng hơn rất là nhiều. Mình đi cái tuyến đường Trần Quốc Thảo nối dài, nó sẽ đổi tên thành Lê Văn Sĩ á, thì cây hai dọc bên đường nó sẽ nhiều hơn, cho nên đi mát về chiều. Với lại ít khi nào có trường hợp càng xa mà đứng một chỗ, càng xa mình vẫn đi được, vẫn chạy được, nhưng mà chỉ kẹt 1-2 điểm thôi. Video này thì mình giữ nguyên màu sắc của camera Canon xuất ra, chứ mình không có qua chỉnh sửa blend màu gì hết, để mình cho các bạn coi được cái màu sắc mà sau khi mình nâng cấp cái nó lên một cái version mới, cái firmware mới, cái version 8.0 thì màu sắc của nó các bạn xem như thế nào là các bạn cho mình phía dưới nha. Đây là video clip test camera hành trình Canon H9R sau khi đã nâng cấp lên firmware mới.
Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.